Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Lương Quyện Bình Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Trung Trình chủ trì hội nghị tổng kết tình hình kết quả thực hiện chỉ thị số 24 của Ban thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá, qua 13 năm thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, hàng trăm lượt học sinh bỏ học được giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện đi học trở lại, tạo việc làm ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo và từng bước phát triển hàng càng lượt thiếu điện hư vi phạm pháp luật được quản lý cảm hóa giáo dục ngày càng tiến bộ gắn với hỗ trợ đào tạo nghề tạo việc làm với thu nhập ổn định những kết quả trên đã góp phần thiết thực đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng thành phố đà nẵng an bình thân thiện văn minh tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn có mặt chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tiễn của thành phố hướng hiện nay đây là những vấn đề được hội nghị tập trung thảo luận đưa ra giải pháp nhằm đưa việc triển khai thực hiện chỉ thị 24 ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sau.